chợ Cần Thơ ngay chỗ bến Ninh Kiều. Mày giờ không làm chợ nơi nơi bán quà lưu niệm. Chợ Cần Thơ kính chào quý khách. Đây xung quanh đây đâu có cái gì đâu. Chợ để dẹp cho mất khách. Nhìn qua nhìn lại thấy cây nó nhiều hơn dân.